Mỹ nơm nớp lo binh sĩ Triều Tiên tham chiến ở Ukraine. Binh sĩ Ukraine chia xe tăng may rùa của Nga cũ kỹ và nên được nghỉ hưu. Liên minh châu Âu siết trừng phạt với Belarus. Nga ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Iran. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 26 tháng 6, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Park Ryder đã đưa ra khả năng binh sĩ Triều Tiên trở thành bia đỡ đạn nếu họ được triển khai ở Ukraine để chiến đấu bên cạnh quân đội Nga. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Ông Ryder nói, nếu tôi là tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, tôi sẽ đặt câu hỏi về việc gửi lực lượng của mình có làm bia đỡ đạn trong cuộc chiến Ukraine hay không. Ngoài ra, ông Ryder cũng lên tiếng làm rõ tin Hàn Quốc nên xem xét lựa chọn hạt nhân trong bối cảnh hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh, chính sách của chúng tôi về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không thay đổi. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh từ Hàn Quốc, Nhật Bản và các khu vực khác để đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong một diễn biến khác, tờ Pravda đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISWK có trụ sở ở Washington cho biết, quân đội Nga hiện đang tiến hành cải cách quy mô lớn, bao gồm việc thành lập các đội hình vũ trang tổng hợp mới ở cấp quân đoàn. Các nguồn tin Ukraine cũng đề cập đến quân đoàn 51 và cho rằng lực lượng này có thể liên quan đến việc Nga thành lập một quân đoàn vũ trang tổng hợp mới để triển khai từ Ukraine. Theo đó, ngày 23 tháng 6, người phát ngôn của nhóm chiến lược tác chiến Kharkov của Ukraine, Đại tá Yuri Pop, tiết lộ rằng quân đội Nga có kế hoạch triển khai các đơn vị của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 thuộc quân đoàn 51 tới khu vực Kharkov. Ông Pop nói thêm rằng các đơn vị Nga cũng được điều động từ Kherson và các địa điểm không xác định khác để tăng viện cho mặt trận Kharkov. Tương tự như vậy, hôm 25 tháng 6, người phát ngôn của nhóm chiến lược hoạt động Khotitsia của Ukraine, Trung tá Naza Volosin cho biết, lực lượng Nga có mục tiêu chuyển các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155, Hạm đội Thái Bình Dương và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 của quân đoàn 51 đến Kharkov để bù đắp cho những tổn thất của Nga tại mặt trận này. Gần đây, ISWK lưu ý các báo cáo rằng lực lượng Nga đã chuyển các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 từ các khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố Donetsk đến mặt trận Kharkov. Tuần trước, trong một video được kênh quân sự Army TV của Ukraine đăng tải, Trung tá Sehi Mitsura được cho là đã nghiên cứu và đánh giá một chiếc xe tăng T-62M lắp ráp phủ kín hầu như toàn thân, còn gọi là xe tăng Mai Rùa, mà Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22 nước này mới tịch thu của Nga trước đó. Cụ thể trong video, Trung tá Mitsura chỉ ra rằng việc lắp Mai Rùa khiến kíp lái hầu như không thể quan sát xung quanh, điều mà giới chuyên gia quân sự từng nhận định. Xe tăng không có đạn, tháp pháo đã bị hàn cố định và pháo chính cũng không khai hỏa phát nào. Trung tá Mitsura cho hay, nhược điểm chính của thiết kế này là xe tăng sẽ mất đi hỏa lực, tháp pháo không thể quay hay khai hỏa nên chỉ có thể dùng làm phương tiện vận chuyển. Theo Trung tá Mitsura, giáp mai rùa của chiếc T-62M được ghép lại từ sắt tấm và các vật liệu lực lượng Nga được quyên tặng. Anh cho biết số thiết bị hiện đại hiếm hoi trên chiếc xe tăng 60 tuổi này là bộ đàm đời mới và một bộ gây nhiễu cầm tay dùng để chống thiết bị bay không người lái UAV cảm tử. Tuy nhiên, thiết bị này đã không thể ngăn lực lượng Ukraine sử dụng UAV tập kích chiếc xe tăng. Theo Trung tá Mitsura, đầu tiên họ điều UAV thả đầu nổ để vô hiệu hóa khả năng di chuyển của chiếc T-62M, sau đó triển khai UAV góc nhìn thứ nhất FPV cảm tử tung đòn kết liễu. Lực lượng Ukraine sau đó tịch thu chiếc xe tăng trên chiến trường và binh sĩ Wedge được lệnh lái nó về căn cứ. Binh sĩ Wedge cho biết động cơ trên xe tăng đã cũ, thải ra rất nhiều khói cũng như phát ra tiếng động lớn khi di chuyển và nên được cho nghỉ hưu. Bên cạnh đó, Trung tá Mitsura nhận định xe tăng Mai Rùa khí tài từng được coi là kỳ quan về kỹ thuật của Nga, thật ra rất ồn ào và gần như không thể nhìn thấy mục tiêu. Trước đó, hôm 17 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh video lực lượng Ukraine tịch thu xe tăng Mai Rùa của Nga, đánh dấu lần đầu tiên Kiev làm được điều này trong cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó xác nhận thông tin, cho biết đây là chiến tích của Lữ đoàn 22. Ngày 19 tháng 6, tiểu đoàn 244 thuộc Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 112, Ukraine cho biết đơn vị này cũng góp công trong việc Lữ đoàn 22 tịch thu xe tăng Mai Rùa Nga. Theo họ, trong lúc di chuyển gần làng Kletchevk ở miền đông Ukraine vào ban đêm, xe tăng T-62M Nga đã phát hiện thiết giáp chở quân M113 của tiểu đoàn 224, song lại tưởng nhầm là xe đồng đội nên đi theo.
Khi lái xe trên chiếc T-62M bước xuống để hỏi đường, hai quân nhân Ukraine đã lập tức bắt người này. Tiểu đoàn 224 không đề cập các thành viên còn lại trên xe tăng T-62M đã làm gì sau khi mất lái xe. Song cho biết họ đã bị lữ đoàn 22 bắt làm tù binh sau đó một ngày. Chiếc xe tăng cũng bị tịch thu. Mặc dù những chiếc xe tăng mài rùa đang bộc lộ nhiều khuyết điểm, tuy nhiên theo Forbes, với việc ngày càng có nhiều UAV bay lượn trên không và vô số quả mìn chưa được giả phá, Nga vẫn đang sử dụng các phương tiện này như giải pháp tình thế. Hôm 26 tháng 6, Bỉ, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU cho biết, các nước EU đã nhất trí áp lệnh trừng phạt đối với Belarus, đồng minh của Nga, nhằm hạn chế khả năng Moscow có thể lách lệnh cấm vận. Tuyên bố nêu rõ, các đại sứ EU đã nhất trí về gói trừng phạt đối với Belarus. Gói này sẽ tăng cường các biện pháp đối phó với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, gồm cả việc ngăn Moscow lách lệnh trừng phạt. Tuyên bố nhấn mạnh với gói biện pháp mới, EU đã bịt lỗ hổng lớn nhất trong cơ chế trừng phạt của khối nhằm vào Nga. Tuy nhiên, EU chưa công bố các biện pháp trừng phạt cụ thể với Belarus. Động thái mới của EU diễn ra sau khi chính phủ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận của Điện Kremlin, cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp tấn công Ukraine. Quan chức EU cho rằng việc áp lệnh trừng phạt đối với Minsk kết hợp với các đòn trừng phạt nhắm vào Moscow rất quan trọng để ngăn dòng chảy hàng hóa vào Nga, trong đó có vi mạch được sử dụng cho khí tài trong cuộc chiến. EU cáo buộc Belarus đóng vai trò như cửa sau để các sản phẩm trong diện trừng phạt được đưa vào Nga vì chúng có thể được xuất khẩu sang Belarus mà không gặp hạn chế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay, Belarus không còn là con đường để Nga lách lệnh trừng phạt của chúng tôi. Với gói trừng phạt mới, chúng tôi sẽ tăng áp lực với cả hai quốc gia và khiến các biện pháp của chúng tôi với Nga trở nên hiệu quả hơn. EU đã áp tổng cộng 14 gói trừng phạt với Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022. Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga mới đây đã ký bản ghi nhớ MOU chiến lược với công ty khí đốt quốc gia Iran, NIGC, về việc cung cấp khí đốt tự nhiên qua đường ống cho Iran. Theo đó, trong thông báo mới của Gazprom, nêu rõ hai bên ký MOU để cùng tổ chức các hoạt động cung ứng qua các đường ống nhằm dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga tới Iran, với mong muốn phát triển hợp tác cùng có lợi lâu dài trong tương lai. MOU được ký kết trong chuyến thăm của phái đoàn Gazprom tới Iran. Trong khuôn khổ chuyến thăm cũng đã diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Gazprom, ông Alexei Miller, và Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran, Javad Oja. Hai bên đã thảo luận các bước đầu tiên nhằm thực hiện bản ghi nhớ cũng như các vấn đề hợp tác song phương khác trong lĩnh vực năng lượng. Trong diễn biến liên quan, ngày 26 tháng 6, trả lời phỏng vấn hãng tin ISNA Iran, Đại sứ Nga tại Iran Alexei Dedov cho biết hiệp ước hợp tác toàn diện Nga-Iran đang ở giai đoạn cuối và chỉ còn các vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết. Việc ký kết thỏa thuận này sẽ diễn ra dưới thời kỳ chính phủ thứ 14 của Iran, sau khi nước này hoàn tất cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Iran dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 6 với 6 ứng cử viên tham gia tranh cử. Những ngày qua, căng thẳng và giao tranh dọc biên giới Israel-Liban đã gia tăng, làm dấy lên lo ngại bùng phát xung đột toàn diện trong khu vực. Trước tình hình này, ngày 26 tháng 6, chia sẻ với những nhà lập pháp trong đảng AK cầm quyền, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc các cường quốc phương Tây ủng hộ kế hoạch của Israel nhằm tấn công Liban, mở rộng xung đột khắp khu vực. Tổng thống Erdogan nói, Israel hiện nhắm tới Liban, chúng tôi thấy các cường quốc phương Tây ở hậu trường đang ủng hộ Israel và thậm chí hỗ trợ họ. Ông Erdogan cảnh báo kế hoạch mở rộng xung đột khu vực của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ dẫn tới thảm họa lớn. Tình trạng bạo lực ở khu vực biên giới Liban nổ ra sau khi lực lượng Hamas tấn công miền nam Israel. Israel lập tức phát động chiến dịch ở Gaza để đáp trả Hamas, gây ra cuộc xung đột nghiêm trọng. Lực lượng Hezbollah ở Liban sau đó đã tiến hành nhiều cuộc tập kích qua biên giới Israel để bày tỏ đoàn kết với Hamas, buộc Tel Aviv phải triển khai lực lượng lớn ở biên giới phía Bắc để ứng phó. Thủ tướng Netanyahu cho biết lực lượng Israel đang dần kết thúc giai đoạn khốc liệt nhất ở thành phố Rafah, miền nam Gaza và sẽ đưa thêm lực lượng đến biên giới phía Bắc nước này, coi đây là động thái phòng thủ. Tuần trước, quân đội Israel cho biết kế hoạch tấn công Liban đã được phê duyệt. Phát biểu mới nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra 2 ngày sau khi Ngoại trưởng Hakan Fidan cảnh báo Hy Lạp và Cộng hòa Síp về việc tham gia vào cuộc xung đột đang tăng nhiệt ở Trung Đông.
Trong một bài phát biểu với đài truyền hình Habertuk TV đêm 24 tháng 6, ông Fidan đã cáo buộc Sip đang cho phép phương Tây sử dụng lãnh thổ làm căn cứ cho các chuyến bay tình báo và quân sự tới Gaza. Ông nói Ankara đã cảnh báo họ không được tham gia vào xung đột này. Ông nói khi các vị tham gia vào cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông hoặc đứng về bất kỳ phe nào, ngọn lửa này cũng sẽ lan đến chỗ các vị. Tuần trước, thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah mà Iran hậu thuẫn ở Liban, Hassan Nasrallah đã cảnh báo Sip không được mở các sân bay và căn cứ của mình cho Israel để nhắm vào Liban và nói rằng họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trả đũa. Tuy nhiên, chính quyền Sip đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc, nói rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ xung đột quân sự nào